Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin và trong cái tuần lễ đầu năm. Trước hết cảm ơn tất cả những khán giả thân thương của TNP Channel và Phượng Mai Official trong những mấy năm qua vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình của TNP trong cái phần đưa tin, phân tích tài sự cũng như các cái vấn đề liên quan tới những vấn đề mà quý vị quan tâm hàng ngày. Và trong ngày đầu năm này thì cũng nhân dịp đầu năm đánh giá lại tất cả những cái gì diễn biến trong cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói riêng và cái chủ nghĩa cộng sản cai trị trong nước nói chung trong dịp đầu năm, để chúng ta có thể nhìn lại được những gì chúng ta giữ lại được và những gì cộng sản đánh mất trong cái mấy chục năm họ cai trị đất nước Việt Nam. Quý vị, ngày Tết vẫn là truyền thống tốt đẹp của dân Việt Nam chúng ta trong nhiều ngàn năm. Có thể nói là cả từ lúc lập quốc cho tới bây giờ, chúng ta vẫn trân trọng cái ngày Tết, là cái ngày mà được xem là cái ngày quy tụ trong gia đình, cái ngày cảm tạ trời đất và cái ngày tri ân tất cả những người đã có ơn với ta, chúng ta, vì kể cả những người mà thầy giáo hay là những người đã dạy dỗ chúng ta. Đó là cái ngày, cái truyền thống tốt đẹp và chúng ta đón mừng một cái năm mới để mà đón nhận những cái điều tốt đẹp hơn và xóa đi những cái tiêu cực của năm cũ. Quý vị, đó là cái truyền thống tốt đẹp của người Việt suốt bao nhiêu năm. Kể từ khi chúng ta lập quốc, từ lúc mà ông bà tổ tiên chúng ta biết làm bánh chưng, bánh dày để cúng trời đất cho tới bây giờ. Và suốt cả ngàn năm qua thì cái truyền thống tốt đẹp này vẫn được chúng ta tuân thủ và vẫn được chúng ta làm hàng năm theo truyền thống. Tuy nhiên quý vị, thời gian kể từ khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì đã gạt bỏ tất cả những cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Đặc biệt là những cái phong tục đặc thù của người miền Nam đã bị Cộng sản dẹp bỏ tất cả và họ nhân danh đủ mọi thứ để dẹp bỏ. Ví dụ, cái phong tục đốt pháo của người Việt Nam trong dịp lễ Tết, đó là cái phong tục tốt đẹp từ xưa tới nay, kể từ khi mà chúng ta biết tới thuốc nổ, biết tới pháo là đã có cái phong tục này. Nó kéo dài cả trăm năm, vài trăm năm. Nhưng mà rồi khi quý vị, cái phong tục này đã bị Cộng sản dẹp bỏ từ thập niên 90, không để cho người dân Việt Nam có được cái đốt pháo và họ nhân danh là an toàn công cộng. Nhưng thật ra họ sợ không kiểm soát được chất nổ, cho nên họ phải cấm pháo để và cấm cho tới ngày hôm nay. Coi như gần 3 thập niên qua Cộng sản đã cấm không cho dân Việt Nam có được cái phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam. Đó là cái mà thứ nhất chúng ta thấy được Cộng sản đã dẹp bỏ tất cả mọi thứ. Thứ hai là việc mà buộc tất cả mọi người phải để hình của lãnh tụ Cộng sản là Hồ Chí Minh trong nhà, đứng ngang hàng với ông bà tổ tiên, là một cái hành động bất kính đối với lại tất cả những cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta thờ cúng là ông bà tổ tiên, tức là cửu quyền, gọi là cửu huyền thất tổ, hoặc là những tôn giáo mà chúng ta theo là chúng ta thờ trên bàn thờ thôi. Chúng ta không muốn thờ bất kỳ một nhân vật nào mà bị áp đặt phải thờ cúng cả. Nhưng nó bắt tất cả mọi người phải treo hình của Hồ Chí Minh trong nhà. Và gần như là loại bỏ tất cả. Thậm chí là có những lúc mà nó còn ép cả để lên cả bàn thờ nữa quý vị. Thì điều này chúng ta đã thấy được là Cộng sản đã có những cái chữ áp đặt rất rõ ràng. Điều thứ ba là những cái phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt chúng ta ở những nhà thờ hay là ở những cái chùa từ nhiều năm nay thì bây giờ đã bị Cộng sản biến thể thành một cái chỗ thực dụng, thành một cái chỗ gọi là khiến chúng ta thấy nhiễu nhương vô cùng. Từ cái việc mà các thầy chùa, ngày xưa quý vị, phong tục của chúng ta tới các cái chùa để mà xin xăm hay là để xin lộc vân vân đó quý vị, thì nó là cái phong tục rất là tốt đẹp của người Việt chúng ta từ ngàn xưa tới bây giờ. Và cửa chùa luôn luôn rộng mở để mà đón chào và với tinh thần thiện tâm của tùy hỷ của từng người. Nay thì quý vị, Cộng sản biến thành một cái chỗ kinh doanh, từ cành lộc ở trong chùa cho tới từ trái cam lộc của chùa cho tới mọi thứ đều biến thành tiền, và nó làm cho tất cả những cái phong tục tốt đẹp này biến thể thành một cái thứ kỳ cục. Đó là do cái giáo hội quốc doanh của Cộng sản Việt Nam, cái giáo hội Phật giáo đã biến thể tất cả những cái
đem những cái phong tục tốt đẹp biến thành những cái thứ rất là tiêu cực và xấu xa. Rồi chưa kể quý vị, cái phong tục của chúng ta là quý vị còn nhớ cái câu mà mùng 1 ở nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Tức là nó nói lên một cái phong tục rất tốt đẹp. Mùng 1 là cha mẹ là chữ hiếu đi đầu, mùng 2 là tới cha mẹ vợ, nếu người đó là có gia đình, và mùng 3 nhà thầy, tức là cái người thầy có một vị trí rất quan trọng trong cái phong tục của người Việt Nam. Nhưng bây giờ quý vị, họ còn giữ được cái phong tục đó hay không? Trong khi ngày xưa quý vị, đúng mùng 3 Tết là ít nhất có cặp bánh chưng hay là cặp bánh tét tới nhà thầy để tri ân người thầy của mình. Chúng ta không cần một ngày nhà giáo giống như Cộng sản, nhưng chúng ta có cái ngày rất tốt đẹp trong cái văn hóa của dân tộc là ngày mùng 3 Tết. Ngày mùng 3 Tết được xem là cái ngày mà gọi là chúng ta dành cho những tri ân những người đã có công dạy dỗ chúng ta. Ngày mùng 1, mùng 2 là những người có công nuôi dưỡng chúng ta hoặc là sanh ra chúng ta. Còn ngày mùng 3 Tết là cái ngày dành cho những người có công dạy dỗ chúng ta. Thì quý vị, đó là những cái phong tục rất tốt đẹp nhưng mà đã bị Cộng sản xóa bỏ đi. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết đều trở thành những cái ngày tháng ăn chơi. Thay vì nó là cái những cái phong tục tốt đẹp, tháng giêng là tháng ăn chơi là đúng, nhưng mà nó sau 3 ngày Tết. Tại vì 3 ngày đầu của ngày đầu năm thì luôn luôn là theo cái phong tục này, và nó đã xóa bỏ dần tất cả những cái phong tục này. Bên cạnh đó quý vị, cái đẹp nhất trong cái ngày Tết là những câu liễn đã được mướn những thầy đồ về viết để treo lên. Nhưng mà dần dần rồi quý vị, cái sự thực dụng của Cộng sản nó biến cái ngành thầy đồ thành một cái ngành kinh doanh. Thành một cái ngành kinh doanh và nó trở thành một cái gì đó, nó không còn giữ được cái ý nghĩa tốt đẹp. Mặc dù những cái nét vẽ đó thì vẫn bay bướm, nhưng mà nó không còn cái ý nghĩa. Và các thầy đồ bây giờ chỉ đem những cái câu cũ lại của ngày xưa, đóng vai thầy đồ thôi chứ cũng không phải là thầy đồ nữa. Còn ngày xưa các vị thầy đồ đó quý vị, họ tùy theo mỗi gia đình, họ có những cái chữ rất hay, cái câu rất hay để họ dành riêng cho từng gia đình. Bây giờ gần như là cái giáo dục Cộng sản nó không đào tạo được, nó không gìn giữ được, cho nên là cái phong tục này mất. Chỉ viết lại những cái câu mà nằm trong dân gian đã có sẵn mà thôi. Đây là những cái phong tục tập quán mà chúng ta đã bị Cộng sản làm mất đi, hoặc là biến thể thành một cái thứ rất là tiêu cực và xấu xa trong cái xã hội của Việt Nam. Nó làm cho tất cả những người bên ngoài tới Việt Nam, thay vì họ thưởng thức được một cái nét văn hóa đặc thù riêng biệt của người Việt Nam, thì bây giờ nó tất cả đều biến thành đồng tiền hết quý vị. Đó là cái mà tôi cảm nhận được trong ngày Tết này. Riêng cộng đồng người Việt ở hải ngoại, những năm tháng đầu thiếu thốn đủ mọi thứ, mọi người đã ăn Tết một cách rất đơn giản, bởi vì họ không có đủ điều kiện để mà có thể lập lại tất cả những phong tục tập quán cũ. Nhưng mà rồi dần dần người Việt càng lúc càng có mặt đông hơn. Rồi cộng thêm thứ hai là sau một cái thời gian vất vả tạo dựng ở xứ người, bắt đầu có thêm thời gian hơn đóng góp các sinh hoạt cộng đồng, thì dần dần quý vị, những cái phong tục cũ tốt đẹp đã được phục hồi ở hải ngoại, và bây giờ đã trở thành một cái truyền thống rất tốt đẹp. Từ cái việc mà đọc văn tế ở trước cái những cái bức tượng của những vị có công dựng nước và giữ nước, cho tới những cái lễ chào biểu tượng của đất nước và biểu tượng của những cái tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, trong đó bao gồm luôn cả cái lá cờ biểu tượng của cộng đồng bây giờ. Ngày xưa nó là biểu tượng của cả một nửa Việt Nam, tức là miền Nam Việt Nam. Nay thì nó là biểu tượng của cộng đồng. Thứ ba là bắt đầu cho con cháu học hỏi lại cái cách ăn mặc, khăn đóng, áo dài. Bây giờ ở Việt Nam quý vị, ở ngoài Bắc có được bao nhiêu kẻ mặc được khăn đóng, áo dài trong ngày Tết? Trong khi ở ngoài này, ở hải ngoại, gần như từ các nghệ sĩ trình diễn cho tới các cháu bé, cho tới những người lớn tuổi đều khăn đóng áo dài. Mặc dù khăn đóng áo dài chỉ xuất hiện ở cái xã hội Việt Nam khoảng 200-300 năm, nhưng nó đã trở thành một cái biểu tượng đại diện cho dân tộc Việt Nam. Và khăn đóng áo dài của họ may theo lối truyền thống cũ, không có biến thể thành những cái kiểu kỳ cục. Và trong có thể họ sử dụng những cái loại biến thể này, những cái loại sáng tạo này ở trong những cái chương trình văn nghệ hay là những cái chương trình vui. Nhưng riêng trong ngày Tết thì là họ phải sử dụng tất cả những cái cổ phục cổ truyền đúng theo cái thiết kế của cổ truyền, chứ không có dám chỉnh sửa, không có dám thay đổi những cái cổ áo cho tới cái nút áo vân vân.
quý vị thấy rõ ràng là trong cái phong tục cổ truyền thì người hải ngoại họ phục hồi rất là nhiều. Họ phục hồi lại rồi, chưa kể là cái phong tục đốt pháo. Mặc dù các chính quyền địa phương họ về nguyên tắc đốt pháo là phải sự xin phép rõ ràng, nhưng các chính quyền địa phương ở Mỹ này họ cũng đã thông cảm được cái phong tục tốt đẹp của người Việt và người Hoa. Cho nên 3 ngày Tết họ vẫn để cho người Việt và người Hoa thoải mái đốt pháo. Đó là một trong những cái phong tục tốt đẹp của người Việt mà chúng ta duy trì được. Mặc dù là ở cái xứ tự do này, tất cả mọi thứ đều có luật lệ rõ ràng. Nhưng mà các chính quyền địa phương họ cũng hiểu được cái văn hóa tốt đẹp của người Việt. Họ vẫn để cho người Việt mà đốt pháo trong 3 ngày Tết, dù là ở trong nhà, dù là ở trước cửa nhà hay là ở những cái cơ sở thương mại, đều có những cái phong tục đốt pháo rất đẹp, tốt đẹp. Và chúng ta chưa bao giờ hủy bỏ những cái phong tục này từ hơn cả chục năm nay rồi quý vị. Bên cạnh đó thì những cái sinh hoạt văn hóa của người Việt hải ngoại lại được xem là lành mạnh hơn trong nước. Trong nước lợi dụng những ngày Tết bây giờ là đi ăn nhậu, đi chơi bời, trác tán nhiều hơn. Giới trẻ trong nước bây giờ đó, là chỉ giờ lợi dụng mấy ngày Tết là một là bài bạc, hai là ăn nhậu, rượu chè, bê bết nhiều lắm quý vị. Trong khi ở hải ngoại thì họ lại tổ chức những cái sinh hoạt rất lành mạnh, từ những cái hội chợ Tết, từ những cái diễn hành Tết cho tới những cái phong tục tốt đẹp ở trong nhà. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Nó là một cái văn hóa sinh hoạt rất lành mạnh dành cho con cháu của người Việt. Từ cái diễn hành Tết mấy năm trước cho tới những cái hội chợ Tết với lại tất cả những cái biểu tượng mang tính chất của văn hóa Việt Nam. Từ những cái ngôi làng thơ cho tới những cái kiến trúc được dựng lại theo mái nhà tranh, hoặc là những cái người mặc theo kiểu dạng ông đồ để mà có thể vẽ lên những cái thư pháp rất là đẹp, và họ biểu tượng một cái văn hóa rất lành mạnh và cho con cháu hiểu được cái văn hóa của gốc của họ là người gốc Việt Nam như thế nào. Và gần như là người Việt hải ngoại bây giờ là họ gìn giữ lại tất cả những cái phong tục tốt đẹp theo cái truyền thống cũ và không để cho nó biến thể thành một cái thứ tầm bậy tầm bạ. Trong khi đó ngược lại ở Việt Nam bây giờ thì đón Tết, quý vị thấy rõ ràng cái việc đón Tết vẫn xảy ra. Nhưng cách đón Tết bây giờ đã không còn đúng theo cái phong tục cổ truyền ngày xưa của chúng ta ngày xưa nữa. Họ cho rằng đây là cổ hủ. Nhưng mà quý vị, những phong tục đó là những phong tục rất tốt đẹp, nó có ý nghĩa riêng của nó. Và chúng ta đã gìn giữ được ở hải ngoại, trong khi trong nước thì đã biến mất dần hết. Cái thủ tục lì xì cho các cháu, các những người lớn tuổi lì xì là mang cái lọc đầu năm hên cho các con em con cháu, thì bây giờ ở hải ngoại cái lọc đó nó vẫn được, ví dụ như 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng là cái tiền quý để mà dành cho con cháu có cái hên đầu năm. Thì bây giờ ở quý vị, ở Việt Nam cái thủ tục lì xì nó trở thành một cái trò hối lộ. Nó trở thành một cái trò gọi là kiếm tiền hối lộ, và có những cái hành động được xem là rất là tiêu cực và rất xấu xa so với cái hình ảnh mà một cái bao lì xì đỏ dành cho từ của người lớn tuổi dành cho con cháu trong nhà. Nó khác xa lắm quý vị. Và cái điều đặc biệt nhất là cái việc mà đoàn tụ gia đình. Ở hải ngoại thì trong những năm đầu, ngày xưa chúng ta có những cái... có những cái khó khăn về cuộc sống, con cháu nó phải đi làm ở xa, nó chỉ gọi điện thoại về chúc Tết cho ông bà cha mẹ. Nhưng dần dần thì quý vị, khi mà người Việt bắt đầu ổn định ở bên đây thì làm gì làm, con cháu cũng về nhà trong ngày Tết. Đó là cái phong tục rất tốt đẹp, dù ở bất kỳ một tiểu bang nào cũng cố gắng bay về nhà trong cái dịp Tết để cùng hưởng cái Tết chung với gia đình. Bởi vì cái ngày Tết là cái ngày đoàn tụ gia đình, cũng giống như người Mỹ có ngày lễ Thanksgiving và ngày lễ Christmas là hai cái ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Là con cháu dù ở bất cứ một tiểu bang nào, ở quốc gia nào đang làm việc, họ cũng xin phép nghỉ để về với gia đình trong cái ngày Thanksgiving và cái ngày Tết. Thì người Việt bắt đầu cũng đã có những cái phong tục này. Nhất là những người Việt ở California và ở Houston, ở Texas. Họ bắt đầu gìn giữ lại tất cả phong tục này. Con cháu đi đâu thì đi. Nhưng mà quy tắc là vẫn đặt ra rất là đàng hoàng. Là ngày lễ, ngày Tết phải có mặt ở nhà, ăn cơm gia đình. Thì quý vị, những phong tục này, nó vẫn rất là, nó được gìn giữ một cách rất cẩn thận. Bên cạnh đó, thì ở bên đây, chúng ta lại nhắc nhở lại những cái công trạng của các tiền nhân không thể quên được trong ngày Tết. Đặc biệt là cái công trạng của quan Trung Nguyễn Huệ,
được xem là một trong những vị vua mà có cái công mà đánh đuổi giặc Thanh ngay trong ngày Tết. Thì quý vị, ở trong đây thì ở hải ngoại chúng ta vẫn làm lại mỗi một năm cái công trạng của quan Trung Nguyễn Huệ trong việc đánh đuổi quân Thanh mỗi một năm, và mỗi một năm được vun đắp đầy đủ hơn. Ngược lại bên Việt Nam thì dần dần nó loại trừ cái phong tục này ra, gần như là chỉ có khu vực ở cái quê của quan Trung thì họ còn làm, còn ở Sài Gòn, Hà Nội nó chả biết quan Trung là ai nữa quý vị, nó chả biết quan Trung Nguyễn Huệ là ai nữa hết. Nó không cần biết tới cái việc thờ cúng hay là có những cái vinh danh, những cái trân trọng cái công trạng của quan Trung, tại vì Nga quan Trung hoàng đế là cái người đã có công đánh đuổi nhà Thanh trong dịp lễ Tết. Do đó cái công trạng này nó đã trở thành một cái truyền thống tốt đẹp của người Việt từ đó đến bây giờ, là thờ cúng những vị tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Nhưng mà cộng sản dần dần loại trừ tất cả những điều này ra, bởi vì nếu mà thờ cúng những người có công dựng nước và giữ nước thì kẻ thù xâm lược chỉ là có giặc từ phía phương Bắc, tức là từ cộng sản Trung Quốc cho tới những triều đại trước đó của họ thôi, mà cộng sản thì bây giờ không dám đụng chạm tới Trung Quốc nhiều. Do đó họ loại trừ tất cả những cái phong tục tốt đẹp nào mà được xem là truyền thống của người Việt. Đây được xem là một trong những cái mà tôi so sánh đối chiếu cho quý vị thấy được trong cái tuần lễ đầu năm của năm 2022 trong dịp Tết, đánh giá lại. Và quý vị, cuối cùng thì giới trẻ hải ngoại lại thuộc lịch sử Việt Nam nhiều hơn giới trẻ trong nước. Điều rất là lạ là tôi đã gặp những đứa trẻ ở hải ngoại, sinh ra ở hải ngoại vẫn còn nói tiếng Việt. Tụi nó còn biết được thời đại nhà Lý Thường Kiệt như thế nào, thời đại nhà Trần, từ Trần Thủ Độ cho tới Trần Hưng Đạo như thế nào. Nó còn rành hơn cả giới trẻ trong nước bây giờ, chả biết gì về lịch sử Việt Nam. Đặc biệt là những cái công trạng của những tiền nhân đó. Tại vì cộng sản họ vẫn tẩy não. Trong tất cả các chương trình lịch sử của họ chỉ giảng dạy cái của cộng sản mà thôi. Họ không có giảng dạy nhiều về lịch sử dựng nước của ông cha, giống như tôi đã từng nói với quý vị ở trong những cái livestream trước rồi. Thì quý vị, ở trong cái phong tục mà gọi là ngày Tết, chúng ta vẫn gìn giữ lại, và những bài thơ ngày Tết của các tiền nhân vẫn được chúng ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trên truyền hình, trên radio và kể cả trên mặt báo chí. Ngược lại, cộng sản thì dần dần gạt bỏ tất cả những điều này. Càng trong những năm gần đây, quý vị thấy rõ ràng trên truyền hình không còn có những cái không khí của ngày Tết, không còn đọc lại những bài thơ của những tiền nhân ngày Tết, từ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, từ Nguyễn Bính cho tới Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, hay là những bài thơ hài hước của Tú Xương vân vân. Tất cả những bài thơ này nó không bao giờ được đọc ở trong cái hệ thống truyền hình hay radio của cộng sản. Trong khi ngược lại, ở ngoài này thì mỗi một năm ngày Tết trên truyền hình, trên radio và kể cả trên báo chí, chúng ta vẫn nhắc lại rất nhiều cho con cháu thấy được những cái bài thơ hay trong ngày Tết dành cho của các tiền nhân, hoặc là những cái bài thơ trào phúng, đặc biệt là những bài thơ trào phúng của Tú Xương hay là của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu nói về ngày Tết và nói về cái không khí ngày Tết. Thì quý vị, chúng ta đã làm được những điều này ở ngoài hải ngoại. Có nghĩa là ở hải ngoại, nếu mà nói gìn giữ cái bản sắc và cái tính chất gọi là riêng biệt của người Việt Nam, thì người hải ngoại đã gìn giữ rất đầy đủ. Trong khi ngược lại, trong nước Việt Nam 90 mấy triệu dân thì dần dần bị loại trừ hết tất cả những cái văn hóa tốt đẹp này. Thay vào đó, trên mặt báo chí cộng sản là những cái văn hóa được xem là hủ tục thì lại được lăng xê, lại được thổi phồng lên rất là nhiều. Từ cái văn hóa mà cướp lộc cho tới cái văn hóa mà chọi trâu, cho tới cái việc mà mổ heo giết gà bò, hay là những cái văn hóa được xem là dã man ngày xưa của những dân tộc thiểu số nằm dọc theo cái biên giới của Việt Nam với Trung Hoa đó quý vị, thì bây giờ lại được cộng sản thổi lên rất nhiều và xem đó là văn hóa của dân tộc. Trong khi văn hóa của dân tộc không phải những cái nét văn hóa này, cái này chỉ là văn hóa của một số những dân tộc thiểu số ở những cái vùng rừng núi hoặc là ven ở biên giới các cái quốc gia lân cận mà thôi, Lào hay là ở trên phía bắc của Việt Nam thôi, chứ nó không phải đại diện cho cả một cái dân tộc Việt Nam. Còn những cái văn hóa đại diện cho cả dân tộc Việt Nam thì dần dần bị tiêu hết. Và quý vị, dùng đồ giả thay cho đồ thật. Ngày xưa quý vị nhớ thời của Việt Nam Cộng Hòa, khi mà nói tới biểu tượng của Hai Bà Trưng, chúng ta đã dùng voi thật
để mà diễn hành và cho thấy rằng là hai bà Trưng có công dựng nước như thế nào, và chúng ta có cái sự trân trọng vô cùng. Trong cái đó bây giờ họ dùng đồ giả, dùng cái xe giống như xe đẩy hủ tiếu, biến vẽ cái hình, làm cái mô hình con voi ở ngoài rồi đẩy lên, nhìn không ra cái gì cả quý vị. Và cái phong tục mà diễn hành ngày Tết để mà vinh danh tất cả những tiền nhân của đất nước Việt Nam, từ hai bà Trưng, bà Triệu cho tới Quang Trung Đại Đế, kể cả cái công trạng lớn nhất mà được xem là lớn nhất từ trước đến nay của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, đều được Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cử hành và trong tất cả các cái buổi diễn hành. Và họ thực hiện tất cả những cái cuộc diễn hành này mỗi một năm, họ không bỏ. Và ra tới hải ngoại này mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng mà người Việt vẫn tiếp tục duy trì và phát triển những cái cuộc diễn hành để vinh danh tất cả những tiền nhân của chúng ta. Thì ngược lại trong nước Cộng sản hủy bỏ toàn bộ. Họ hủy bỏ toàn bộ những cái cuộc diễn hành tốt đẹp để vinh danh những tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Quý vị, đây là cái mà tôi cho quý vị thấy hai cái hình ảnh, một bên giữ lại cái bản sắc tốt đẹp của dân tộc, một bên thì tìm cách xóa bỏ dần tất cả những cái văn hóa tốt đẹp này, thay thế vào những cái văn hóa pha trộn ngoại bang, bệ rạc, và tôi có thể nói rằng là vô đạo đức. Nó nằm trong cái sự phát triển của Cộng sản. Và quý vị nhìn thấy rất rõ ràng, tôi nói là khoảng 10 năm trở lại đây, quý vị sẽ so sánh rất nhiều những cái văn hóa này. Chưa kể là những cái ý thức, giới trẻ hải ngoại được giáo dục bởi cái nền giáo dục rất tốt của Hoa Kỳ, rất là ý thức. Quý vị thấy ở mỗi một cái hội chợ Tết đều có những cái thùng rác, họ biết đi tới những thùng rác bỏ rác vào, không có xả rác bậy bạ ở dưới, không có xả tầm bậy tầm bạ, ăn rồi quăng tầm lại. Trong khi đó ở Việt Nam, những cái hội chợ Tết bây giờ là gì quý vị? Sống nhờ vào lô tô. Cứ gọi lô tô là tới đó, chỉ tới hội chợ Tết chỉ có coi lô tô thôi, chả có một cái gì gọi là mang tính chất văn hóa cả. Và chưa kể quý vị, ngày xưa trước năm 1975, thì mỗi một khi mà có những cái hội chợ Tết đó, họ ngoại trừ chúng ta đã vinh danh những cái nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng và ca ngợi cái công trạng của tiền nhân ra, thì chúng ta còn dành cho những cái tỉnh ở bên ngoài về Sài Gòn để mà có thể giới thiệu những cái sản phẩm nông sản của họ, những cái mang tính chất đặc thù của cái tỉnh của họ, để có thể cho người ta biết được, ô, tôi đến từ Sóc Trăng, tôi tới từ Bạc Liêu, từ những cái biểu tượng về những cái gạo lúa cho tới những cái biểu tượng về nông sản, hải sản vân vân. Nó được trình diễn ở trong tất cả những cái hội chợ Tết ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Còn bây giờ quý vị, nó trở thành xà bần. Vào trong đó chỉ có đi ăn uống, rồi ngồi nghe nhạc, rồi kéo lô tô, những cái trò gọi là trò chơi nhảm nhí, thì nó được thổi phồng lên rất nhiều. Trong khi những cái văn hóa tốt đẹp để giới thiệu những cái nét văn hóa của các dân tộc ở tại miền Nam, ở tại Việt Nam, nó không còn nữa. Bây giờ quý vị mà đi những cái hội chợ Tết ở Việt Nam, quý vị sẽ không tìm thấy những cái điều này. Không tìm thấy cái nét đặc thù, đặc biệt của Bạc Liêu là cái gì, của Sóc Trăng là cái gì, của Cần Thơ là cái gì. Mà bây giờ quý vị, nó trộn lẫn tùm lum ta la hết, nó không ra thể thống gì cả. Thì quý vị, trong khi đó ở hải ngoại thì ngược lại. Họ vẫn dành cho các hội đoàn đưa những cái xe hoa biểu tượng của cái khu vực của mình, cái quê hương của mình ra. Quý vị nhìn thấy những cái cuộc diễn hành Tết ở trên đại lộ Bôn Sa những năm trước, và kể cả những cái văn hóa tốt đẹp, nó được diễn hành rất là nhiều, pha trộn chung với cái nét văn hóa của Mỹ. Tức là các học sinh Việt Nam vẫn kéo những thầy cô giáo Mỹ mặc áo dài Việt Nam truyền thống để đi diễn hành. Rồi bên cạnh đó, các cái hội đoàn, hội Bạc Liêu hay là hội Sóc Trăng hay là hội Cần Thơ, Ninh Kiều vân vân, thì họ đều có những cái biểu tượng để mà nói lên bản sắc cái khu vực mà họ sinh sống tại Việt Nam. Trong khi ở hải ngoại gìn giữ đầy đủ tất cả những điều này, thì ở trong nước họ đánh mất dần những điều này. Người trong nước đánh mất không phải do bản thân của họ, mà do cái chính sách cai trị đó. Nó loại trừ và nó không cấp giấy phép, nó không để cho những cái sinh hoạt này được diễn ra một cách tốt đẹp. Và quý vị, càng nhìn về như vậy, chúng ta sẽ đặt câu hỏi lại. Vậy thì gìn giữ được bản sắc của người Việt trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước là người dân ở hải ngoại hay là người dân trong nước? Câu trả lời tôi để cho quý vị tự đánh giá lấy.
Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện trong chương trình đặc biệt vào sáng cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và nhân dịp năm mới thì cũng mến chúc cho tất cả khán thính giả ở khắp nơi một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào và sức khỏe lúc nào cũng trên hết. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình đặc biệt kỳ tới. Mến chào mọi người. Bye bye.